Quý khán giả thân mến, vừa qua, liên hoan ca nhạc ca cổ Tiểu Phẩm Xuân thành phố Cần Thơ lần thứ 13 năm 2023 đã diễn ra trong không khí thật vui tươi, phấn khởi. Liên hoan năm nay thu hút hơn 200 diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh của 9 quận huyện và thí sinh tự do trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các gương mặt trẻ. Liên hoan ca nhạc ca cổ Tiểu Phẩm Xuân là hoạt động thường niên do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức. Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những phong tục tập quán của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, thành tựu của thành phố Cần Thơ trong xây dựng và phát triển. Năm nay, các đơn vị dự thi nhận được đánh giá cao từ ban tổ chức. Đối với các quận huyện thì có một sự đầu tư về trang phục, về là dàn dựng, rồi về các cái nội dung của màn hình LED thì phải nói là có một cái chất lượng nâng lên đáng kể. Một số đơn vị có lực lượng diễn viên trẻ đông, ví dụ như ở Cái Răng, ở Bình Thủy, Phong Điền, thì một số đơn vị nổi trội, đặc biệt là các bạn diễn xuất của các cái tiểu phẩm thì cũng rất là ấn tượng. Những bạn này thì là những cái nhân tố triển vọng để chúng ta tuyển chọn những cái nhân tố này tham gia các cái hội thi hội diễn tới của thành phố Cần Thơ. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, là dịp để các thành viên ở Trung tâm Văn hóa quận huyện, đặc biệt là các bạn trẻ có năng khiếu và yêu thích nghệ thuật, được gặp gỡ, giao lưu, thi tài, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật của địa phương. Tết thì các anh em nghệ sĩ hoặc là các bạn đam mê ca hát mà tập hợp với nhau thì mình sẽ rất là vui, mình được giao lưu với nhau, học hỏi với nhau kinh nghiệm trong ca hát, cũng như là ví dụ sẽ có những người tập luyện với mình thì người ta sẽ chỉ cho mình những cái kiến thức về âm nhạc, cũng như là giúp cho mình đoàn kết với nhau hơn. Em xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo một cái sân chơi cho tụi em có thể giao lưu với mọi người, đồng thời thì giúp cho các bạn trẻ ở Cần Thơ sẽ yêu mến hơn dòng nhạc dân ca cũng như là quê hương đất nước. Em hy vọng là sẽ có nhiều bạn trẻ sẽ tham gia vào những cái chương trình như thế này, góp phần làm cho cái phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố Cần Thơ mình ngày càng lớn mạnh. Trong những ngày giáp Tết, các tiết mục biểu diễn đến từ các đội thi tại liên quan như góp thêm không khí cho mùa xuân thêm vui tươi, rộn ràng.